Hello các bạn, mình là Tony Quách Dạo. Chào mừng các bạn đã quay lại với series Quách Dạo Dễ Om. Thì kỳ này tụi mình sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề rất là thú vị. Các bạn đều biết là cái việc xây dựng một hệ thống là cái chuyện khó rồi. Giữ cho hệ thống hoạt động ổn định, nó không có bị sập, nó không có vấn đề, nó không có bị lỗi là một chuyện nó khó hơn rất là nhiều. Thì làm sao những cái hệ thống chịu người dùng như là Facebook, Google nè, hoặc là không nói sao ở Việt Nam những hệ thống như là Tiki nè, Shopee nè, làm sao nó có thể phục vụ hàng triệu người dùng rồi nhưng mà hệ thống không có bị sập hoặc là không có gặp vấn đề trong lúc mà hệ thống đang vận hành, thì làm sao để làm những cái hệ thống như vậy á? Thì hôm nay tụi mình sẽ cùng xem cách những công ty lớn hệ thống đó họ làm như thế nào, và mình sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm mà mình biết trong quá trình làm việc để các sau này các bạn có thể làm tương tự á, các bạn có thể áp dụng nha. Thì đầu tiên á, độ ổn định của hệ thống á, người ta thường đo bằng cái giá trị gọi là high availability này. Thì high availability này nó là gì? Thì high availability gọi là độ cung cấp dịch vụ của một hệ thống, thì thường người ta sẽ đo bằng các con số chính. Ví dụ như là một hệ thống hoạt động bình thường á thì coi như nó đang có availability. Ví dụ như là các hệ thống lớn á thì họ sẽ dùng hệ thống gọi là ba số chín, tức là availability là 99,9%, tức là một năm á thì hệ thống nó chỉ được sập khoảng gần 9 tiếng đồng hồ thôi. Đây là con số mà của các hệ thống ví dụ như là website nè, hoặc là Gmail vân vân này nọ nè, thì hệ thống này là chấp nhận được là lâu lâu nó vẫn có thể sập. Còn có những cái dịch vụ mà các hệ thống họ build trên đây á, ví dụ như là Amazon S3 đồ này, rồi Digibay này nọ nè, thì á là cái availability của nó phải là tầm 99,99%, tức là bốn số chín, hoặc là đôi khi là tới tận năm số chín luôn. Tức là một năm á thì nó chỉ được sập khoảng 50 phút, nghĩa là một năm nó chỉ được sập chừng đấy thôi. Sập mà nhiều quá là các công ty sẽ phải đền. Thì thường thường các công ty sẽ phải ký một cái gọi là SLA, dạng như là một cái hợp đồng, nghĩa là hệ thống của mày tao cho mày là nó phải đảm bảo là hệ thống nó ổn định 99,9%. Nếu mà nó sập quá mức này là phải đền. Ví dụ như là có lần công ty mình xài hàng của Azure á, nó sập cỡ 2 tiếng quá cái mức này á là nó đền lại nguyên tiền nguyên tháng đó cho công ty mình. Thì đây là cái khái niệm quan trọng nhất, thì toàn bộ những cái việc chúng ta làm á là đều dựa cho cái con số availability này nó cao lên, và hệ thống nó càng ổn định thì con số này nó càng cao. Thì làm sao làm như vậy? Thì tụi mình sẽ cùng đi tới những cái chiêu trò của các công ty, các hệ thống họ dùng nha. Ok, thì chiêu thứ nhất ta gọi là redundancy. Nói tiếng Việt á tức là luôn luôn có sẵn đồ dự phòng. Các bạn tưởng tượng này nha. Bây giờ các bạn làm một cái web bình thường á, các bạn sẽ có một con web server như thế này nha, xong rồi các bạn kết nối tới lại một cái database như thế này. Thì hệ thống này nó rất là dễ chết. Một hôm nào đó tự nhiên cái đường truyền này nó bị hư là các bạn không có được database này, hoặc database này nó bị quá tải nè, nó bị sập, nó quá kết nối nè, nó sẽ tèo nè, hệ thống này cũng tèo luôn đó. Hoặc con web server này tự nhiên nó bị DDoS, nó bị cả chục ngàn người tấn công chẳng hạn, web server này nó sập là nó vẫn cũng sập luôn. Do vậy người ta sẽ không dùng như vậy mà người ta dùng redundancy, tức là người ta sẽ chạy nhiều con để có một con sập á, thì nó sẽ không có chết. Ví dụ như thế này, thì thay vì chỉ có một web server á, người ta sẽ có nhiều con web server và người ta sẽ gọi nó là một cái cluster, tức là một nhóm gồm nhiều con. Còn các bạn tới một trang web á, thì là sẽ có nhiều con web server hỗ trợ trang web đó. Còn cái database ở đây thay vì dùng một con á, thì các bạn dùng một con database và dùng nhiều con database nhỏ hơn. Một con này là master, tức là server chính này, rồi hai con này là slave, tức là database server phụ. Và khi con master có vấn đề á, thì là con slave sẽ lên làm master. Thì nhờ làm như vậy á, ví dụ như là có một con bị chết thì vẫn sẽ có hai con web server khác nó vẫn chạy bù được, hoặc là ví dụ con master bị chết thì là sẽ có con slave khác nó lên nó thay được, không có lo cái chuyện là hệ thống nó sập ngay. Thì các bạn có thể ví dụ như là các bạn đi ăn đúng không, ví dụ như là tiệm chỉ có một ông đầu bếp á, ông mà nghỉ ốm là coi như tiệm đóng cửa tại vì không ai nấu nữa. Là còn ví dụ các bạn tiệm có ba ông á, thì một ông ốm thì hai còn lại vẫn cover được. Đó là cái redundancy ha. Rồi cái thứ hai đó, một cái rất là hay đó là nhiều bạn hay kêu là ủa tại sao mấy cái server game á thì tụi nó hay bảo trì, còn những cái web á thì nó hay tính năng mới mà nó không có bị sập, không có còn phải đóng cửa Facebook để bảo trì gì đó. Thì người ta dùng một cái gọi là zero downtime deployment, tức là deploy mạng mới mà không có bị downtime, không có cần phải đóng server. Thì cái này có rất là nhiều cách, nhưng thường thường một cách hay dùng nhất, giả sử như đây là Facebook nha, đây là Facebook phiên bản là 1.0 đúng không, thì nó nằm trong nhiều server như thế này. Giả sử các bạn có cốt mới, các bạn đưa lên server 1.1 đúng không, thì đầu tiên á họ sẽ tạo một con server khác, họ sẽ deploy lên luôn, họ sẽ deploy nó là server đây là Facebook 1.1, và các request á, thì thay vì đưa tới toàn bộ đây á thì nó sẽ bắt đầu đưa tới server 1.1. thì sẽ có một vài người dùng người ta sẽ thấy bản 1.0, mọi người sẽ thấy bản 1.1. xong rồi á, khi mà người ta thấy 1.1 chạy ok rồi á, thì họ sẽ dần dần họ giết những cái con này đi và họ thay toàn bộ bằng Facebook 1.1 hết đó. Thì lúc này á là các bạn đã được chạy phiên bản Facebook mới 1.1 mà không cần phải nâng cấp, và hệ thống không có down nào hết, rất là hay ha. Tiếp theo á, bên cạnh cái chuyện đó thì ta phải có web phòng chống. Thì người ta sẽ có web phòng chống là làm sao để biết trước khi hệ thống nó sập á. Ví dụ các bạn trước khi các bạn bệnh, các bạn sẽ có triệu chứng như là hắt hơi sổ mũi đúng không, thì hệ thống trước khi sập á nó cũng sẽ có một số triệu chứng như là hệ thống chạy rất là chậm, hoặc là không kết nối được cái này cái kia, hoặc là RAM với CPU tăng rất là cao. Thì người ta dùng một cái hệ thống khác bên cạnh hệ thống chính, người ta gọi là hệ thống log và monitoring. Thì log tức là gì? Tức là các bạn biết, ví dụ như là các bạn có nhiều con server chạy, thì mỗi lần chạy các bạn sẽ biết log là gọi hàm A gọi lúc mấy giờ này, gọi hàm B lúc mấy giờ này, kết nối tới server nào, và nó sẽ đưa tới một cái server chính, có thể hiểu nó là log server hay gì đó. Toàn bộ những log sẽ đưa lên đây để các bạn có thể xem được hệ thống. Hiện tại thực sự thì người ta dùng những cái tool như là Datadog để người ta quản lý mấy cái log, rồi là vẽ mấy cái đồ thị, hoặc là người ta cũng có thể dùng những cái tool như là ELK, tức là bộ ba Elasticsearch, Logstack với lại Kibana. Kibana là một cái dashboard để các bạn quản lý log. Thì nhờ cái việc này là khi mà ví dụ như là hệ thống chạy chậm á, thì mấy ông admin á, mấy ông sẽ có thấy một cái dashboard như thế này đó. Ví dụ như là các ông thấy là RAM á là nó đang tăng, nó đang thế này, tự nhiên nó tăng vọt lên, nó tụt xuống chẳng hạn, hoặc là cái request á tự nhiên số lượng request tăng quá trời, hoặc là tăng quá chẳng hạn. Thì hoặc là những cái chuyển nhiệm á, thì họ sẽ xem, họ sẽ thấy là ồ
có những cái triệu chứng này, tức là hệ thống đang có vấn đề hoặc là sắp có vấn đề, thì lúc đó họ sẽ có những cách giải quyết. Nhưng mà phải có hệ thống monitoring thì mới biết giải quyết được, chứ không có hệ thống monitoring này á, là hệ thống nó sụp hay là nó bị gì là không ai biết gì luôn. Tiếp theo bên cạnh là nó sẽ có một cái gọi là notification, tức là không có ai rảnh rỗi để mà ngồi xem cái log này cả ngày chẳng hạn, mà chỉ coi RAM coi điều đó không. Nó sẽ có một ví dụ như là khi mà cái lượng RAM nó vượt quá mức nào đấy thì nó sẽ gửi một notification tới người ca, tức là nó sẽ gửi tin nhắn hoặc là gọi điện cho ông gì để tí mình giải thích cho, là kêu là ê hệ thống RAM nó sập kìa, ê hệ thống request tự nhiên lỗi quá trời kìa, để mà ông vô mấy ông xử lý trước khi người dùng thấy nó sập. Sau khi đã có một cái hệ thống log monitoring á thì tất nhiên là phải có một cái team hoặc là một vài người nào đó chuyên chịu trách nhiệm để mà xử lý hệ thống, để mà khi nó có vấn đề thì người đó sẽ chịu trách nhiệm là khôi phục nó và sửa lỗi gì đó. Nhiều công ty thì họ đã dev làm luôn, còn nhiều công ty á thì họ sẽ để những cái ông operation làm. Thì hồi xưa chia ra làm dev với op, còn con lại á thì hai cái này cộng lại với nhau này là thành dev op. Operation tức là những người mà họ sẽ lấy cục code đó, họ sẽ đưa lên những cái con máy thật, họ bảo đảm là cục đó nó chạy được và những cái hệ thống kết nối được với nhau. Thì ở những công ty lớn như là Google, Facebook thì họ không có gọi là operation, họ dùng phương án dev op, và họ có một cái vị trí gọi là SRE, tức là site reliability. Thì họ cũng là engineer, họ cũng viết code, nhưng mà họ tập trung những cái thứ như là họ sẽ nghiên cứu xem là hệ thống nó có những phần nào, nó chạy như thế nào, làm sao để monitor hệ thống và khi nó có vấn đề á thì tìm hiểu những cái chỗ như thế nào. Và họ sẽ chịu một cái trách nhiệm gọi là trực, người ta gọi là on call, tức là trực là đi đâu thì họ cũng sẽ cầm một cái di động hoặc là cầm một cái pager như thế này. Pager tức là cái máy nhắn tin á. Thì khi mà nãy mình nói đó, khi mà nó có vấn đề gì á là cái pager nó sẽ rung lên réo lên để mấy ổng biết, mấy ổng vào coi hệ thống. Thì nói chung cái việc trực này cực lắm, nên là một team họ sẽ tách ra. Nhiều khi là các bạn thấy là nó không sụp, nhưng thật ra nó sụp một cái phần nhỏ nhỏ rồi, và các ông đằng sau á là người ta sẽ phải là đang ăn đang uống, đang chịch vợ nghe tiếng này xong á là cũng phải ráng mà lên coi hệ thống, kiểm tra restart máy vân vân. Thì sẽ có nguyên một cái team như vậy. Và ngoài cái việc trực đó thì họ còn có những cách như là họ xây dựng cái hệ thống monitoring mình vừa nói lúc nãy nè, hoặc là họ làm những cái tool gì đó để khi mà hệ thống nó bị chậm á, hoặc là hệ thống nó bị gì thì nó sẽ tự restart, tự khôi phục thay vì họ phải đích thân mà khôi phục. Và cái cuối cùng đó là cái việc backup và recovery. Thì backup tức là cái việc các bạn chạy một hệ thống như thế này đúng không? Thì các bạn sẽ có một cái web này, rồi một cái server này. Thì các bạn sẽ backup đầu tiên, backup cái source code của cái web, không chỉ backup cái source code hiện tại, backup những cái hệ thống, những cái code cũ hơn, ví dụ như là đây là phiên bản 1.2 đúng không? Thì các bạn sẽ phải có source code của 1.0, 1.1 để khi deploy lên ví dụ có lỗi gì á thì các bạn có thể vội vã chuyển từ 1.2 xuống 1.0 được, hệ thống chạy bình thường được. Và các bạn phải backup luôn cái DB này. Backup các bạn sẽ phải có những cái script hoặc là có những cái tool sẵn á, thì họ backup sẵn là các bạn chỉ việc chạy thôi và họ sẽ backup sẵn nha các bạn. Ví dụ như là tới ngày 20 tháng 11 đúng không? Tự nhiên hệ thống bị sập cái bùm một phát và toàn bộ dữ liệu tự nhiên bị mất hết luôn, thì những chỗ backup thì các bạn có dữ liệu từ ngày 19 chẳng hạn, các bạn có thể lấy dữ liệu lại, các bạn chỉ mất dữ liệu một ngày thôi thì mất dữ liệu toàn bộ. Đó, hệ thống quan trọng là phải backup ha. Backup như thế này á thì khi mà hệ thống bị lỗi á thì phải có backup thì ta mới có thể restore lại được. Chứ ví dụ như là các bạn code kiểu mà các bạn cứ có code các bạn đưa thẳng lên, ví dụ code PHP nè, các bạn code mới thôi là các bạn copy đưa thẳng lên server luôn, không có source control có gì cả. Chứ các bạn code sai, không restore, không rollback lại được, mất dữ liệu phát là coi như tèo, tạm biệt MU luôn ha. Đó, thì một cái nói vui nữa đó là các bạn backup rồi, các bạn phải tập recovery thử từ backup nha. Tại vì nhiều khi á các bạn lơ backup rồi nhưng các bạn không có restore lại, lúc restore nó thì không được hoặc là nó bị lỗi hoặc là cái tool nó chạy vấn đề gì đó. Cả Google cũng từng bị nha, nghĩa là có backup á nhưng mà cái tool chạy với họ chạy không nổi tại vì lượng data backup nhiều quá, họ phải viết một cái tool khác để họ chạy lượng backup đấy. Hoặc là có chuyện ngày xưa ấy, Vinagame bị hacker tấn công xong rồi là mất dữ liệu người dùng, xong rồi Vinagame cũng không lo lắm tại vì là vẫn còn dữ liệu người dùng backup, nhưng mà lúc xong thì cái dữ liệu backup á nó cũng bị hacker nó xóa mẹ luôn rồi, không có gì đâu, backup là mất sạch bách luôn. Đó là chuyện còn lại thật sự không rõ ha. Đó, thì như nãy mình nói mình chia sẻ những cái cách để mà giữ cho thái độ ổn định. Thì đầu tiên á là các bạn sẽ phải có những cái dự phòng, các bạn sẽ phải tìm cách deploy sao để mà không có bị downtime, không có bị ảnh hưởng hệ thống. Thứ hai là phải có viết log đầy đủ, có thể monitor đầy đủ để mà biết khi nào có vấn đề, và phải có một cái team chuyên xử lý cái vấn đề đó, chuyên để bảo hệ thống nào ổn định. Và cuối cùng là phải có backup này nọ, có hệ thống recovery. Thì những cái người SRE này là người sẽ cập nhật cái đấy luôn để cho khi nào có vấn đề á, khi mà sự đã rồi á thì vẫn có thể restore được, vẫn có thể hệ thống khôi phục lại được. Thì nói chung tất cả Facebook, Google, Mail vẫn có lúc bị sập cả tiếng đồng hồ mà không sao đâu, quan trọng là sập xong có mất dữ liệu gì nhiều không. Đó, ví dụ như là khi mà hệ thống bự quá hiện tại không nó ứng được á thì ví dụ nó không bị sập, thì đó là câu mình đã trả lời ở cái vlog kỳ trước, cái việc mà hệ thống lớn là như thế nào á. Thì đang design hệ thống như vậy, các bạn đã coi lại video kỳ trước ha. Đó, vlog này tới cũng hết rồi, các bạn thấy đó. Thì có những cái thứ các bạn cảm thấy dùng không á thì nó rất là đơn giản nha, để cho nó hoạt động ổn định á thì đằng sau là một công sức cố gắng của rất là nhiều con người, của những team thầm lặng, của những ông dev thức tới 2-3 giờ sáng này bảo trì, hoặc là những ông operation đang chịch vợ tự nhiên bị chuông báo và ra kiểm tra lại hệ thống nha. Thì những cái chủ đề này thường thường á thì nó sẽ không có nhiều view tại vì nó hơi nặng về kỹ thuật, nên các bạn thấy hay, các bạn thấy quan tâm á thì các bạn cứ comment nha. Thì nếu như bạn comment, như bạn quan tâm, như bạn like, như bạn view á thì mình sẽ là những cái chuyên sâu hơn về kỹ thuật, ví dụ như là hệ thống xây dựng như thế nào, rồi một hệ thống gồm những thành phần nào, rồi là cách một hệ thống thật sự hoạt động á thì nó có những cái bộ phận nào vân vân ha. Đó, bây giờ cái đây là hết rồi. Bạn nào thấy hay thì nhớ bấm like, subscribe cho mình nha. Cóp dưới đây nè, cóp trên này nè nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nha.